Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Táo Store Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp này chưa? Khi mà máy chúng ta rất là nhiều ảnh mà chúng ta muốn đăng lên Facebook Chẳng hạn ở đây mình muốn đăng lên Facebook Thì chúng ta phải vuốt 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 để tìm những cái bức ảnh ưng ý nhất để chúng ta đăng lên Facebook Đó, với bộ nhớ iPhone bây giờ là đã 128 và 256GB rồi Thì việc chúng ta tìm lại những bức ảnh nó khá là lâu và tốn rất là nhiều thời gian và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao chúng ta có thể chọn được những bức ảnh ưng ý nhất để chúng ta đăng Facebook cũng như là chúng ta gửi Messenger nhé. Ok trước khi bắt đầu vào video nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh Táo Store thì các bạn hãy để lại cho bọn mình một like của video cũng như là các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn có thể cập nhật được những hướng dẫn của bọn mình về iPhone cũng như là MacBook nhá. Ngoài ra thì các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại comment phía dưới để bọn mình có thể làm video hướng dẫn các bạn một cách đơn giản, chi tiết và dễ sử dụng nhé. Ok, để làm được điều như vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn hãy mở bộ sưu tập ảnh của các bạn lên. Chẳng hạn nhé, bây giờ mình muốn đăng ảnh con mèo này. Đây, mình thêm xem em mèo này. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Mình kích vào hình trái tim này là các bạn kích ưa thích cho mình. Tiếp theo, chẳng hạn như là đây có mấy quả nhót này. Mình kích vào trái tim này. Rồi tiếp theo nữa là ở đây có ảnh mình với một bạn nữ này Đây thì mình tích vào trái tim này Ok Thì lúc này các bạn chuyển sang tab album Các bạn sẽ thấy là cái mục ưa thích ở đây Đang có 3 bức ảnh nhá Đây là ba bức ảnh mình thích ba bức ảnh mình muốn đăng lên Trong trường hợp các bạn có nhiều ảnh nữa Thì các bạn có thể vuốt 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 lên đây Chẳng hạn như cái cây này khá là đẹp này Các bạn tích yêu thích này bốn bức ảnh Đây một cái cây nữa năm bức ảnh Rồi chúng ta sẽ quay lại Facebook Và chúng ta sẽ làm như nào quay lại Facebook nha Các bạn hãy chọn cái chỗ đăng ảnh Và cái chọn cuộn camera này Ở đây sẽ có những cái album cho chúng ta Đó Thì các bạn hãy chọn cái mục ưa thích Đó Mục ưa thích này là cái năm cái bức ảnh mình đã lọc ra rồi Đó mình bấm xong Và bây giờ chúng ta đăng lên đó thì cái việc chúng ta lựa chọn rất là lâu sau rồi chúng ta lại phải mở bộ sưu okay, tập trên lên đây là cái hướng dẫn nhanh của mình nhiều về việc chúng ta, chúng ta các có bạn hãy làm được cái này mình đảm bảo những cái là bức ảnh mà nhanh chúng ta trong phần ở đây mình Cơ sẽ không thích. đăng lên Facebook của chúng ta ngoài ra thì các bạn có thể thêm vào một album nào đó để chúng ta đăng cả album đấy lên mình nghĩ hướng dẫn này rất là đơn giản bạn nào cũng có thể làm được mà tiết kiệm của chúng ta khá là nhiều thời gian nhé xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo